kinh của mình nha. Bữa nay mình có một chiếc scooter mình mới mua ở Best Buy nha, 600. Mà chiếc này mình mua là có 389 đồng chưa thuế nha. Thuế luôn một thứ là 409 đồng. Chiếc này có đèn trước nè, có kèn nè, rồi có đồng hồ báo cho mình biết là chạy được bao nhiêu mao vận tốc này nọ, rồi pin còn được bao nhiêu. Cái đèn này chỉ có 5W thôi nha các bạn. Cái chiếc này nặng lắm, 44 pound. Wow. Đây nó nói là maximum cái chiếc này chỉ được chở có 220 pound là 100 kg đó. 14 tuổi trở lên nha các bạn. Cái khó gọi quá. New Kick Scooter KQI2. Chiếc này mình không có biết làm nó làm ở nước nào, nhưng mà để mình kiếm coi. Wow, nó có mấy thứ phím nữa nè các bạn. Tính mé có nè, tính mé nè, tính này là tính Pháp nè, tính là tính Anh nè. Một trăm ký, 220 pound. Đây, chiếc này á là chạy được 17.4 mao tương đối với loại 28 km/h, 24.9 mao 40 km/h, là có nghĩa là một cái bình điện của nó chỉ chạy được gần 25 mao 40 km/h. Với một cái thùng này á là 51 pound, 23.1 kg, thì tại vì nó bỏ giấy rồi nó bỏ này nọ vô trong á, cái xe này chừng 40 pound thôi, chứ tới 20 kg. Xe này á, mình rất là mừng và rất là thích cái chiếc scooter này từ hồi rất lâu rồi. Bữa hôm nay mình mới đặt hộp nha. Làm cái gì á, không giờ mình bận quá. Giờ phải chở con đi học rồi á, đi làm nữa, là thử ra là không có thời gian. Đó, trên này nó có nói luôn nè, 100 kg thôi. Hơn 100 kg là không được. Wow, cái đèn xịn quá bay ơi. Thắng bù lăng này nọ xịn quá. Cái này là nói chung là mình phải coi lại giấy hướng dẫn mình mới biết cấm được nha các bạn. Hai cái dây này thì mình được biết là nó sẽ đi vô nhau, bởi vì nó là màu xanh, chứ đâu phải nào mà màu xanh đi vô màu đỏ được, đúng không? Rồi, ghi như thằng luôn. Rồi nhét nó vô.
lên ga là bên này, ga bấm chuông là bên này, còn đèn đúng là đây, còn này giống như kính phản xạ vậy đó, còn bóp thắng là đây nha các bạn, chỉ có một bên thắng thôi. Mà khổ cái là mình bật cái chai, cái đâu có bật cái chai đâu. Ồ, khóa ở đây. Ồ, man, mình thích dễ sợ luôn á. 600 đô thì mình mua không có nổi đâu. Nhưng mà sale gần nửa giá, có như thế này là... đâu coi... 389 á, coi như 40% off của 600 đô. Ồ, man. Cái này là lâm, cái này có nằm trong lòng xuống rồi. Cái này rất là nặng các bạn ơi, mà mình được biết á, cu đờ mà càng nặng á là càng chắc. Wow, tiền là của đó các bạn ơi. Đúng là tiền là của đó luôn đó. Này chắc còn phải vặt ốc nữa. Thì mình cũng đã lấy ra được rồi nha. Mình thà mình đợi cho nó nằm xuống rồi mình kéo xe nó từ từ ra, chứ đừng có mà từ trong cái thùng đó mà nhấc ra một mình là xúc lưng á. Thì chưa có hoàn tất nha, bởi vì nó còn có thêm mấy cái này nữa đây. Ốc vít này nọ nữa. Cái này là gì đây ta? Ủa? À, dây chặt pin, chặt vô đây nè, đó, này cắm vô. Đây là dây cờ nha. Nó bảo hành cho mình được 2 năm nha các bạn. Main body nè, pin nè, đồ sạc pin nè, cái sườn nè, cái khung sườn nè, cái motor, cái control, cái dashboard nè, nói chung là cũng nhiều thứ lắm. Chỉ ngoài trừ cái bánh thôi là 2 năm nha, còn 6 tháng là cái đĩa thắng nè. Đó, với lại cái lên ga nè. Đó. Còn 3 tháng á là đèn nè, beo nè, fender là cái cạn nè. Đèn sau, đèn trước nè. Kickstand là cái này nè, 6 tháng. À lộn, 3 tháng nha. Rồi. Con này là manual, là hướng dẫn trước khi sử dụng nha. Wow, nó còn có cái con mình cho mình download cái app đó nè. Nhiều thứ lắm á. Đó, download cái app. À, để kết nối với Bluetooth. Long press power up Bluetooth. À, mình hiểu rồi. Đắt là mình download xong. Còn cái này là đầu van nha. Ốc nè. Đó, bật ốc nè. Còn hướng dẫn trước khi sử dụng nè. Quá trời dễ luôn các bạn ơi. Rất là đơn giản và giản đơn luôn. Không có cái gì khó khăn cả. Bật bốn con ốc này vô là cái cổ lái cứng ngắc luôn. Khỏi phải mua đâu hết á.
bốn con, hai con bên trái, hai con bên phải. Đi cái xe này là cẩn thận nha các bạn, bởi vì cái xe này là nó không có cái yên mà một chân trái ở trên, một chân phải ở dưới, cho nên là mình phải hết sức cẩn thận, đừng có háo thắng mà lên mà đạp hết ga là chết á. Mà nói chung là mình cũng đã từng chạy xe này rồi, ở ngoài Tempi nó cho mướn á, mặc lắm, 15 phút á, 20 đô ạ, không có rẻ đâu. Nói là mình cưỡng đâu cái miếng này là gắn lên đây, nhưng mà không phải, nó cho mình extra hai cái, thì cái này hư bỏ này lên, chu đáo quá bay ơi. Ok, bây giờ mình bỏ lên nha, rồi xong luôn, bỏ lên mà sao không thấy điện gì trơn này trời. Ôi giời ơi, xong thấy điện gì cho nè trời. Ôi giời ơi, sao chết luôn rồi. Mới mua á nha, gắn cắm điện cho rồi mà sao kỳ vậy ta, không thấy on sao vậy. Ôi giời ơi, wow, trời đất ơi, wow, dí vô mà không thấy điện luôn các bạn ơi, chết xe rồi. Nó không on, chắc nó bắt mình download cái app xong rồi đăng ký login xong rồi mới on được. Ok, mình làm nào nha. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã đăng ký vô cái app và update lên, nổ máy lên. Thì bây giờ là pin nó chỉ có 14% thôi. Mình sẽ sạc cho cái 100% rồi mình mới chạy. Đây ga, bèo, thắng. Nói vậy thôi. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Video lần 2 mình sẽ chạy chiếc xe này.